Ờ, giống cái áo mày gầm mệt quá, sao bệnh giống thế được, mẹ bị sốt mấy chắc bữa bệnh nay con làm nghe gì rõ bệnh, không, nghe rõ nghe con nghe rõ à. không? Ok, tại vì đi khám tổng quát rồi đi chích ngừa nay thấy cười đó, chứ ngày qua nó sẽ qua ngày hôm qua đi sốt quá trời luôn rồi nằm giật dài giật dữ. Thì bà mình bàn chút xíu về vấn đề tình hình Ukraine chút xíu đi, mà nói Dạ. về bố thì cũng không rành về vấn đề Ukraine lắm, nhưng mà nói như vậy để con hiểu là sau khi sáng ra tao ngồi tao mò tao lên Google tao coi cái Trịnh Quốc Thiên rồi tao mò mẫm cơ, rồi tao có những cái clip mà nói về vấn đề đất nước Liên Xô cũ sao các cái, thì mình mới nói một câu như vậy. Tất nhiên là ngày xưa trong thời Liên bang Xô Viết á, là thì nói như vậy, nói cho nó nghiêm túc là nói như vậy là tức là sau khi mà Xô Viết tan rã thì Ukraine được thừa hưởng một số hầu như tất cả các nhà máy sản xuất về động cơ, về khí tài quân sự, nhà máy hạt nhân, rồi lò phản ứng hạt nhân này kia nằm bên Ukraine, tại vì ngày xưa Cộng hòa Liên bang Xô Viết á đặt ở Dạ. Ukraine rất là nhiều cái vấn đề đó. Thì sau khi mà coi như Liên bang Xô Viết tan rã thì Ukraine đã hưởng được những cái mà hầu như là các nước láng giềng của Cộng hòa Liên bang Xô Viết ngày xưa không có đó. Dạ. Nó đơn giản là như vậy. Và người anh em đó, người anh em ngày xưa đó thuộc cái dạng đó, thì từ hồi xưa tới bây giờ ai cũng biết rằng Liên Xô không ưa gì NATO và NATO cũng không ưa gì của Liên Xô cả, mình nói chị Nga đi. Thì cái anh láng giềng kế bên bây giờ tan ra là coi như là đã ra riêng rồi, có nghĩa là ở sát vách, ở hàng rào trước hàng rào nhà mình đó, bây giờ nhất quyết đòi coi như là ở nhất quyết đòi là đủ gia nhập khối NATO. Cái ông này thì ổng bởi vì Ukraine hiện giờ nó vẫn nghèo, nghèo là cái tài lãnh đạo của ông này nó không có giỏi, cho nên ổng đi đường tắt, giống như kiểu như là nhớ người mà ở Việt Nam mình là mộng mơ rồi đi qua Mỹ là sẽ giàu giống vậy đó, À, nhưng qua bị không ở bao nhà lầu giờ. đi xe hơi đúng bố, Đúng, khá là đúng một rồi. bơ à, ở nhà lầu xe hơi. Thì cái thằng này nó làm chính trị mà nó ngu như bò vậy, nó tưởng là chắc là khi gia nhập cái khối NATO, khối Đông Âu là bắt đầu nhà nước nước nó mới giàu lên, ông không nghĩ gì đó, nhưng mà nó ngu, bởi nó cái đầu nó nghĩ được có nhiêu thôi, là nó không nghĩ gì hơn, nó chỉ muốn đi tắt để cho nước nó giàu hoặc là có tiền. Thì vì cái chỗ đó nó một cách khác như vậy nè, có nghĩa là khi anh gia nhập khối NATO á thì thằng NATO nó sẽ nói với anh rằng anh xây dựng một cái hàng rào chiến lược bằng tên lửa đạn đạo đủ mà sát bên vách nhà của Liên Xô, thì mày nghĩ Liên Xô nó chịu nổi không? Rồi. Chắc chắn là không rồi đó, mà năm lần bảy lượt và giống như kiểu Trịnh Quốc Thiên vừa nói ra thì ta không còn viết lại nữa. Tất nhiên nhưng mà anh chàng này bởi anh là người anh là hề mà, cho nên anh nghĩ cái đầu óc anh chỉ có nhiêu thôi, tức là cái đường lối chính trị nó của nó không có, và anh chỉ muốn mau làm giàu đất nước anh thôi, anh chỉ nghĩ đơn giản giống như là một vở tuồng trên sân khấu, chứ anh không biết mẹ gì chính trị cả, nó thẳng là như vậy. Cho nên vì đó đất nước tan hoang bây giờ, đất nước Ukraine bây giờ mà tan hoang chiến tranh xảy ra là cái đó là cái sự của anh lựa chọn, nó thẳng lại vậy. Bởi vì cái thằng Liên Xô này nó không quýnh liền, và cách đây khoảng mấy năm nó đã tuyên bố rồi, đừng có giỡn, ê đừng có giỡn nghe mày, đừng có làm gì mày, nói vậy đã răn đe rất là nhiều lần bằng đủ thứ loại trên bàn thì nó mới nghe, nó vẫn cương quyết là tới bây giờ vẫn chứ là vẫn là trung thành với cái kiểu mà nó nói là nó sẽ nhập khối NATO trước sau như một, đại khái là vậy. Thì nó cái hậu quả mà nó hiện giờ nó đang lãnh là phải chịu thôi, cái chuyện đương nhiên, bởi vì cái đường lối ngoại giao anh ngu quá, anh ngu hết phần mất cái chỗ ngu, không ai cấm anh trung lập, không ai cấm anh tự do buôn bán, không ai yêu cầu, nhưng chỉ có cái điều quan trọng là đừng gia nhập khối NATO, là bởi vì cái nước láng giềng đó là sát vách của thằng Liên Xô, tao nói về nãy đó. Bây giờ nếu mà qua nhập khối NATO thì thằng NATO nó sẽ nói là mày phải dựng một hàng rào tên lửa phòng thủ sát biên giới của Trung Quốc. Đồ má, thằng Trung Quốc lão ở đây, thằng Liên Xô, thì tôi hỏi thằng Liên Xô làm sao mà chịu nổi. Cũng giống như ngày xưa Liên Xô mà dựng cái hàng rào phòng tên lửa ở bên Cuba thời kỳ chiến tranh lạnh đó, mà thấy không, cả thằng Mỹ nó nhảy nhảy đẩy lên giống như là phải như là nước sôi đó. Thì bây giờ như vậy thì đó là vấn đề, coi đây là thằng này nó không có am hiểu người chính trị, nó không có đơn giản, và chiến tranh nó cũng không phải đồ đạo đùa, mà nó đưa dân tộc của nó vào cái này là do nó chọn.
nó thẳng lại như vậy. Tức nghĩa là ý bố muốn nói là cái đường lối ngoại giao của thằng này không khôn khéo, không khôn khéo, không có tầm vĩ mô và không có không không có chiến lược, là không có gì cả. Không ai bắt anh không làm giàu, ai cũng làm giàu cả. Thiếu trai làm giàu, mình làm giàu tài tử làm cho là mà đi tắt đón đầu để làm chi, để khâu gia nhập khối NATO, để xin được viện trợ, xin giao những cái nói chung là để làm giàu nhanh đó, làm giàu nhanh thì nó sẽ là như vậy thôi. Cái đó là một cái đời đường lối mà cái sự ngu xuẩn của một cái thằng mà làm tổng thống mình không trách được, là bởi vì nó là xuất thân là một thằng hề, thành ra vì mình cũng không nói. Và cái mình muốn nhấn mạnh đây, cái điều mà giống như Trường Quốc Thiên mới vừa nói xong, cái này giống như giọt nước tràn ly, và cái thằng Liên Xô nó bắt buộc nó phải làm như vậy mà thôi, chứ khác. Bây giờ mình nói một chút xíu cái này nữa, còn có nghĩ rằng có thấy rõ ràng chưa, tất nhiên các khối Đông Âu và các thế lực của NATO với lại thằng Mỹ này, là từ ngày xưa tới bây giờ thằng Mỹ phát động chiến tranh từ Afghanistan nè, Iraq nè, Libya nè, Syria nè, mày thấy cái khối NATO với lại cái tụi Đông Âu cũng như tụi Anh phát Mỹ rồi có xía bỏ vô không? Nó chẳng bao giờ xía Đúng bỏ vô rồi. cả, mặc dù là cái chuyện sai quấy 100%, coi như là nó sai quấy đến nỗi thậm tệ, giống đây là bằng chứng là có nghĩa là Iraq nó kiếm cớ nó quýnh mà Iraq chỉ gì có một là búi lắc 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 qua lắc lại rồi sợ xạo rồi quýnh nó chua quá, nó không có cái gì gọi là để mà chính đáng để mà gây chiến tranh cả, mà nó cũng làm. Thì lúc đó cái Liên Hợp Quốc làm cái gì, im re mà re, im re mà re. Họ rồi thấy đâu bây giờ thì nó kéo nhau nó tụng, nó làm đủ trò chứ trời, là mình đã vậy thôi, tin tin láo, tin xạo, tin đồ dựng chuyện, tin học tay học chân, rồi tin rồi đầu thai sống dậy đừng la. Thành ra vì đó cái báo chí truyền thông của phương Tây mình thấy rõ ràng rất rất là nguy hiểm, nó làm cho cái sự Đúng nó bóp méo đi cái sự thật của kia. Ở đây mình là người dân, mình không bàn vấn đề vĩ mô, mình không bàn vậy. Nhưng mà cái điều này mình mới nói một cái điều là mình mới nói một cái giống như trước bố nói con với con, có nghĩa là ở đây 100% là lỗi lỗi cho những người lãnh đạo mà ngu dốt, không biết lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước để đất nước rơi vào cảnh chiến tranh. Cái đó là một cái điều rất là đau thương. Ai cũng biết rằng khi chiến tranh xảy ra thì cái sự mất mát là sự chia lìa, sự đủ thứ máu đổ đổ đầu đó, cái chuyện đó chuyện bình, cái chuyện đó là người Việt Nam mình quá hiểu, bởi vì Việt Nam mình là một cuộc chiến tranh dai dẳng nhất trên thế giới này, mấy chục năm thôi mà không có nào dưới mấy chục năm cả đó. Vì cái chỗ đó ta mới nói cái điều mình không đổ lỗi, nhưng mình mới nhận xét, có nghĩa là cái thằng tổng thống Ukraine này quá tội, để xảy ra cái sự chiến tranh mà bây giờ đau thương như vậy thì nó quá tội. Có nghĩa là các anh chàng này không biết lèo lái con thuyền định mệnh của quốc gia như thế nào cả, nói thẳng lại như vậy. À. vậy mà là Việt Tân nó tự hào đó bố, Việt Tân nó tự Ừ. Ồ. hào về điều đó Cái đám đó, mà cái ghê đám tôi chưa? mình là cái đám mà cái đó thì mình không còn cần phải bàn cãi, là bởi vì cái tụi này nó không có trình độ mà. Anh quá cho Việt Tân lên mà để lại lèo lái Ukraine, tụi nó còn bất lẹ nữa, còn bất lẹ hơn nữa. Mà mình không cần bàn cãi với cái đám mà coi như là thiếu cái đầu óc, mà thiếu cái đầu óc. Đứng trên phương diện bây giờ đặt trường hợp tao cái này là người dân của Ukraine đi, người ta cũng sẽ lên than, bởi vì đó là nguyên tắc thôi, cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà thật cái chuyện mà xảy ra ngay bây giờ đây, cái lỗi á, tao thấy là cái lỗi của ông Ukraine đó, là đã hưởng được sau khi chế độ tan rã, chế độ Liên Xô tan rã ra thì Ukraine được hưởng một cái quyền lợi rất là lớn từ khí tài Đúng rồi, quân sự, chỉ mô tài hạt nhân và máy sản xuất, các cái đều nằm ở Ukraine cả. đấu thua gì Và Nga cái đâu, thời điểm đó là đấu thua gì Nga đâu, bố thấy không? mà không biết làm sao cho dân giàu nước mạnh đó, chỉ có biết là bám víu vào các nước lân bang, các nước thế lực ngoại bang để giàu nhanh giàu lẹ, giống y chang với mấy ông nội ở Việt Nam mình, chứ mong ước đi qua Mỹ để hưởng cái phúc lợi ăn không ngồi không cũng đó, cùng cùng ngược đó, y chang không khác gì hết, không khác đó. Ta nói rồi, tao biết con y chang không khác gì cả, thì cái hậu quả bây giờ đương nhiên là phải là tất yếu thôi, rõ ràng cái điều đó là tất yếu thôi. Đây là giống một kiểu là giọt nước tràn ly, giống như kiểu tao nói rồi, mày là trong gia đình, bây giờ tao cho mày ra riêng, mày ở sát cách nhà tao,
mày đừng biết là cái thằng kẻ thù của tao lúc nào nó cũng lâm le nó quýnh tao, mày dẫn cái thù vào nhà mày rồi mày dựng hàng rào, mày lấy lửa lê, mày lấy da mát, mày găm ngay cái chỗ hàng rào nhà tao thì sao, làm sao tao chịu được? Nếu mà mày là người khác tao không nói, còn mà, rõ ràng tao quýnh mày là phải rồi. Rồi nó rồi nghe đó với cái giọt nước tràn ly, không ai chấp nhận cái điều đó cả. Bây giờ thử nghĩ coi, bây giờ hàng rào của Liên Xô với cái thằng Ukraine đó, nó chơi mà tôm tên lửa tôm hóc của Mỹ nó dựng hàng mấy ngàn cái nó bao xung quanh của Nga thì là sao Nga chịu nổi? Đồ quýnh mày là phải rồi, trong đó làm gì nói hoài nó không nghe, đồ bắt đồ thiết lì cốc 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 đồ quá vậy là phải rồi, gì nữa chí đầu là phải rồi đó, tán mặt tay không? Tán mặt tay lên gối chấn chọ đúng không? Đúng rồi, cái đó rõ ràng mình phải hiểu đâu đó sự tình không tự nhiên, không có chuyện gì mà tự nhiên mà nó xảy ra cả, phải có lý do đúng không? Mà cái lý do này thằng Mỹ lâu ngày mà cái thằng chỉ có cái thằng dốt nát, mấy cái thằng dốt nát không 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 hiểu, không lèo lái được câu chuyện đất nước ngoại giao rất là dở dở ẹt. Nói như vậy thì Việt Nam mình, nếu mà Việt Nam mình như nó là mất mẹ từ lâu rồi. Nó một cách đơn giản như vậy, ai cũng biết rằng đất nước Việt Nam mình nằm sát bên một anh chàng khổng lồ và từ lâu nay lâm hăm he cướp, đâu không phải một, đâu phải là một năm hai năm, cái hàng ngàn năm nay rồi. Nhưng mà tại làm sao Việt Nam mình vẫn sống vững vàng, vẫn vẫn bình yên như vậy? Cái lý do đó đặc biệt đầu tiên là ngoại giao. Ngoại giao mình rất là khôn khéo, và sau khi đất nước mình được hoàn toàn độc lập, có nghĩa là hai miền Nam Bắc xung quanh, thì tao nghe nói cuốn sách trắng của Việt Nam mình là có gì là cái tuyên ngôn mà hầu như là để đời đó, là bốn không, không liên kết rồi không gì đó, không theo phe nào, rồi không theo phe nào để làm hại một quốc gia khác, không theo quốc gia này bỏ quốc gia khác, nói chung là không đứng đó, là hầu như là trung lập. Ê, nhưng mà không lắm mày, không theo nha. Nếu mà một góc giống như Việt Nam là không theo phe nào, không được nịnh bởi bất cứ nào để mình phá hại quá. Như ê, Việt Nam mình tới ba đại cường quốc, một là Ấn Độ, hai là Liên Xô, ba là Mỹ, nằm chừng dần một đống rồi đó. Thầy thấy chưa? Nó không được đâu, thấy không? Đó mà được một góc giống như Việt Nam mình là đủ nó thành tiên rồi, bởi nó ngu quá mà rốt cuộc nó cũng làm hề. Thấy chưa? Nếu mà nó được một phần lẻ của thằng Việt Nam không, là việc đó là khỏe rồi. Rốt cuộc nó cũng là một thằng hề, bởi vì đó thằng hề nên làm chính trị là như vậy đó. Đó. Bây giờ cái người dân Việt, người dân Ukraine mà đau khổ chiến tranh xảy ra, cái đó không phải là lỗi của Nga, mà lỗi 100% theo tao nhận định là của thằng tổng thống Ukraine mà xuất thân từ thằng hề mà ra đó. Thì tao nói như vậy không biết có ai cái tội cái đồng tình không, không biết, mà đây là mình nói tiếng nói là cá thể, chỉ cá nhân thôi, chỉ là của tao nói, tao suy nghĩ sao tao nói vậy thôi, cho đây tao không có đánh đồng và tao cũng không ai vua của tao, không có mở tao nói buồn cười cho nó. Nếu mà được một phần lẻ của thằng Việt Nam mình là coi như là nó khỏe, bởi vì trước khi mà tan rã nó đã thừa hưởng được một số vốn liếng rất là lớn của thằng Liên Xô cũ, mà nó không biết làm thế nào để cho nước nước mạnh dân giàu. Đó, nó khổ bố. Sau khi dạ, bố. Bố nghĩ thế nào về cái câu ở trên màn hình à? Kêu gọi tình nguyện viên nước ngoài gia nhập quân đội. Rồi xong. Đó cũng bên đó có ai phát động phong trào tham gia chưa? Bên Mỹ á, mấy người mà bên cờ vàng có ai phát động mà phong trào tham gia chưa? Trông chết mẹ luôn, ở đừng có đi theo, má nó cái miệng không luôn. Thấy chưa, bây giờ bắt đầu nó đưa kẻ thù vào xé nát đất nước đó nè, không khác gì, không khác gì Syria, không khác gì Libya. Thấy chưa? Đúng rồi. Thấy chưa? Cái mạng màu, cái mạng màu là bánh khác hết. Bây giờ bắt đầu vô chia thịt. Ê, đúng này, rồi. Thằng cổ này, này bà nội của tao nha, là cái đùi của tao nha. Đó, sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Thì ok, bố lên bố giúp vui tụi con chút rồi bố xuống, cũng còn hơi mệt. Dạ. Nó lâu không được, rồi vậy là tao nói, mà tao nói hết ý của tao rồi đó. Ngắn, gọn, xúc tích, ok, vậy thôi. Dạ, rồi, con đúng rồi, con muốn làm. Có gì vui vui, rồi, dạ. Ok rồi.